Thầy cũng có em bắt đầu nhấn vào vòng 15. Chúng ta làm bài 1. Bài 1 như sau. Chúng ta có thành ngữ tô tục ngữ cày cày sâu cuốc Cục bẫm. bấm. Cày sâu cuốc bẫm ý nói rằng là cái công việc lao động của nhà nông rất vất vả. Bà con nông dân của quê em luôn hàng ngày cày sâu cuốc bẫm để làm ra hạt lúa củ khoai. Đấy là một cách đưa cái từ đó vào câu khi đặt câu, chứ đừng loạt đặt cái dạng cái kiểu câu dớ dẫn như là thầy giáo em dạy em câu thành ngữ cày sâu cuốc bẫm. Đấy không phải là đặt câu nhé. Từ cày thành ngữ cày sâu cuốc bẫm tức là chịu khó nhé. Câu 2, điền từ vào chỗ chỗ trống và từ trách nghĩa xuống để đúng câu cái gì, Lên xuống xuống nên thác lên thác xuống gầy, ý nói là một cái công việc rất là vất vả. Ví dụ như là để chiến đấu chiếm lĩnh được cái đỉnh cao đó thì mỗi người chiến sĩ phải lên thác xuống gành. Lên thác xuống gành ý nó là khó khăn, ý nó là khó khăn. Trái nghĩa với từ mập mạp là từ gầy gò, gò gầy gò là từ trái nghĩa từ mập mạp. Các từ vui sướng hội hè nùa nách là những từ ghép tổng hợp. tổng hợp. Đúng rồi, vui là vui, sướng là vui và sướng, hội và hè, nùa và nách là những từ ghép có nghĩa tổng hợp, có nghĩa mang nghĩa chung. Từ tí tách là từ tượng, tượng gì nhá, tượng Tượng thanh thanh là mô tả âm thanh. Đây là từ nấy, những từ này ở các từ tượng thanh và tượng hình không được dạy cho trong chương trình lớp 5 hiện hành, nhưng các em nhớ cho thầy giáo rằng là những từ nấy gợi nên âm thanh gọi là tượng thanh, những từ nấy gợi nên hình ảnh gọi là tượng hình. Chúng ta sang câu số 6. Các từ tí tách lẻ loi dập dìu là tính từ. Câu số 7, tiếng xuân trong mùa xuân, tuổi và tuổi xuân có quan hệ với nhau là từ nhiều nhiều nghĩa. nghĩa. Từ nhiều nghĩa các em ạ. À, xuân có nghĩa là tươi trẻ, tuổi xuân có nghĩa là tuổi còn tươi trẻ, mùa xuân cũng có nghĩa tươi trẻ, nó liên quan với nhau về mặt nghĩa thì gọi là từ nhiều nghĩa. Chênh vênh là từ tượng 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 người. tượng hình. Đúng rồi, chênh vênh gợi một cái cảm, gợi một cái hình ảnh nó bấp bênh, nó khúc khuỷu, gọi là chênh vênh. Câu số 9, tiếng đông trong mùa đông và đông người có quan hệ là từ đồng đồng Âm. âm. Đông ở đây là mùa, đông là tên của một mùa, còn đông người có nghĩa là nhiều, đông đây là mùa, còn đông này là nhiều, vậy là hiện tượng đồng âm. Từ vui đồng nghĩa với từ vui mừng là từ vui Sướng. sướng, ta có từ vui sướng, và sau đó chúng ta nộp bài. Vậy thầy cùng các em đã qua ở vòng bài làm một của vòng thi này, chúng ta chuyển tiếp theo câu tiếp theo. Câu này có tên Trâu vàng bên bác. Bài này có tên, chúng ta nhấn bắt đầu. Mẹ còn là cả trời hoa. Ba. Các bạn chú ý trong câu ca dao này, mẹ còn là cả trời hoa, ba chấm còn là cả một tòa kim cương, thì rõ ràng hoa thì phải đi với cha hoặc là ba. Thế nhưng nếu Mẹ. mà chữ bố trái nghĩa với mẹ thì phải là bố, nhưng nếu ta bố ở đây nó rất là, nó không phải là câu thơ của lục bát. Vậy chúng ta phải chú ý ở đây là từ cha cha đấy. Khiến tha lâu cũng đầy Tổ. đầy tổ. Câu này có nghĩa là làm những việc gì nếu cứ chịu khó dần dần cũng thành công đấy. Mặt búng ra sữa, đây là một cái thành ngữ ý nói rằng là một cái người rất là lon. Ví dụ là ôi cậu Thành lớp mình mặt búng ra sữa, tức là mặt rất là lon, đúng không? Đấy, mặt búng ra sữa. Nước nước chảy Đá đá mòn. mòn, tức là làm cái việc gì cứ kiên trì rồi sẽ thành công, đúng không? Để cho nước chảy đá mòn, đúng không? Đấy, vì nước chảy đá mòn nên cậu phải phải làm từ từ công việc này, cuối cùng sẽ thành công, đúng chưa? Rồi, con hát mẹ khen hay có nghĩa là con Mẹ hát con khen hay. à, mẹ hát con khen hay, đây có từ con rồi thì phải là mẹ hát con khen hay đấy. Rồi, ba Ba chìm chìm bảy nổi bảy chín đênh đênh, ba chìm bảy nổi nổi ý đây có nghĩa là rất là khó khăn, phải gian truân cuộc sống ba chìm bảy nổi, nhưng anh ấy vẫn giữ được phẩm chất của một người chính trực chẳng hạn thế nhá. Rồi, phú quý sinh lễ nghĩa, cái câu này có nghĩa là ngày nay rất nhiều người, ngày xưa thì người ta ít người đi lễ chùa, nhưng ngày nay do điều kiện kinh tế khó khăn, người ta tin tưởng vào một đấng siêu nhân nào đó, con người ta nhờ
tin tưởng vào thần Phật, thánh Phật, nên người ta luôn luôn cúng bái, người ta cướp lộc, cướp tài, rồi người ta đi đền nọ phủ kia, người ta cầu cho được thăng quan tiến chức, người ta như thế gọi là phú quý sinh lễ nghĩa. Lọt sàng xuống, nia sàng và nia. Nia ở đây là cái đồ làm bằng tre rất rộng, to, có đường kính to để người ta đựng những con tằm, đựng thóc, đựng tất cả những thứ các của cái vật dụng nông thôn ngày xưa. Vậy lọt sàng xuống nia. Làm phúc phải tội. Câu này có nghĩa rằng là làm phúc phải tội mà không làm ơn mang oán. Câu này có cùng với nghĩa là làm ơn mang oán. Làm phúc phải tội, ví dụ như là: ôi giời ơi, tôi làm phúc phải tội, tôi cứu cái cô này, thế mà cô lại bảo tôi là tôi cô đền này còn vu oan giá họa cho tôi, đúng không? Cái câu này là làm phúc phải tội. Đấy. Mất bò mới nô làm chuồng. Câu này có nghĩa là khi ta mất cái gì rồi, ta bắt đầu ta nghĩ đến lo lắng cái việc là cần phải an toàn, an ninh. Ví dụ nhà bạn dân mà mất con chó bọn là trộm chó có nhẫn tâm, nó bắt con chó nhà dân rồi, đúng không? Thì bây giờ dân mới mất con chó mất no, bây giờ phải mua cái xích, đúng không? Nhưng mua cái xích thì chó mất rồi, đúng không? Thì các cụ ta mới bảo câu là mất bò mới no làm chuồng. Rồi ta đã làm thành xong bài này, chuyển sang bài tiếp theo. Câu 1. Từ kén trong câu tính cổ ấy kén lắm thuộc từ loại nào? Để xác định ở đây thì chúng ta kén là kén chọn, đúng không? Thì vậy là ta có từ lắm, ta có tiền tố lắm này. Ví dụ là đẹp lắm, xinh lắm, vậy kén lắm phải là tính từ. Đấy, nhưng mà thực ra từ kén là hoạt động chọn. Từ kén nghĩa là chọn, kén ở đây cũng nghĩa là chọn. Tiếp tục câu 2. Trật tự các vế câu ghép sở dĩ thỏ thua rùa vì thỏ kiêu ngạo có quan hệ như thế nào? Quan hệ kết quả nguyên nhân. Đấy. Nguyên nhân quả. Kết quả sở dĩ thỏ thua rùa là vì điều kiện, kết quả nhượng bộ. Kết quả nguyên nhân. Ừ. Kết quả là thua rùa, đúng không? Nguyên nhân là vì thỏ kiêu ngạo, phải là kết quả nguyên nhân. Câu 3. Thành ngữ tục ngữ nào dưới đây nói về lòng tự trọng? Thuốc đắng dã tật, vui như Tết, giấy rách phải giữ lấy nề, thẳng như ruột ngựa. Lòng tự trọng. Đấy. Không, lòng tự trọng, thẳng như ruột ngựa. Tự trọng mà đây là ngay thẳng này. Tự trọng, giấy rách phải giữ lấy nề. Câu nghĩa là trong con lòng con người ta, dù ta nghèo khó nhưng ta vẫn phải giữ được cái nề nếp. Cái nề đây là nề của cái tờ quyển sách, đúng không? Nhưng chính là ta hiểu đây là nề nếp của gia phong của mỗi một con gia đình, hay là cái bản tính của mỗi con người. Đấy, con biết không, trong cuộc sống đầy những khó khăn, nếu mà chúng ta khi mà bị sa ngã, chúng ta vẫn cứ phải giữ được cái lòng tự trọng của ta. Ta không lùi bước, đúng không? Ta không hèn. Đấy, các cụ ta có câu bảo rồi, hoặc là như là Chí Trung bảo rồi: giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Câu số 4. Trong các từ sau, từ nào không dùng để chỉ sắc da người? Hồng hào là chỉ da người, đỏ ối không chỉ sắc da người. Không ai nói là cô ấy có đôi có cặp môi đỏ ối cả, đúng không? Nhà xanh sao, đỏ đắn. Đấy. Đỏ ối vườn cam biếc bãi ngô, thuyền ai nứt. Đấy, chúng ta học cái bài trên hồ Ba Bể đấy. Thuyền ta chậm chậm vào Ba Bể, đỏ ối vườn cam biếc bãi ngô. Câu số 5. Trong câu sau, vì danh dự của nợ cả lớp, chúng em phải cố gắng học thật giỏi. Trạng ngữ có vai trò gì? Chỉ gì nhá? Vì danh dự của lớp. Nhớ nhá, các bạn đừng nhầm chỗ này là câu ghép. Có chữ vì danh dự của lớp. Đây là vì này, có chữ vì này. Đấy, không phải là câu ghép đấy nhá. Chỉ nguyên nhân tại sự... Chúng em phải cố gắng học giỏi. Vì sao? Vì danh dự của lớp là chỉ nguyên nhân. Đấy. Câu số 6. Trong câu ồ bạn Nan thông minh quá, bộc lộ cảm xúc vui mừng. Phải là đau xót không? Đau xót phải là ôi. Ngạc nhiên ồ cũng đúng rồi, nhưng phải là thán phục, đúng không?
Không phải vui mừng. Câu số 7. Trong các từ sau từ nào chỉ sắc độ thấp? Vàng vàng, vàng vọt, vàng khè, vàng hoe. Vàng vàng. Vàng vàng là chỉ sắc độ thấp. Khi từ nấy mà nó nặp nạn thì bao giờ nó giảm sắc độ đi. Ví dụ xanh, xanh sao thì rất là xanh rồi. Nhưng mà xanh xanh là hơi xanh, đúng không? Con hiểu chưa? Đo đỏ là hơi đỏ, tím tím là hơi tím, con hiểu không? Chủ ngữ của câu: ngày qua trong sương thu ẩm ướt và mưa rơi bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng đã bắt đầu kết trái. Trong sương thu, những chùm hoa khép miệng, trong sương thu ẩm ướt, những chùm hoa. Đấy. Vậy ngày qua là trạng ngữ chỉ thời gian, trong sương thu ẩm ướt và mưa rơi bụi mùa đông cũng là trạng ngữ chỉ thời gian. Trong cái thời kỳ sương thu ẩm ướt và có mưa rơi bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng đã bắt đầu kết trái. Vậy cái gì đã khép miệng? Cái gì đã bắt đầu kết trái? Vậy những chùm hoa khép miệng, trả lời là những chùm, phải là những chùm hoa khép miệng mới đúng. Cái này nó hơi khó này. Có bạn cho rằng là cái gì đã khép miệng, đã khép miệng đã bắt đầu kết trái, nhưng từ khép miệng này nằm rõ nghĩa cho những chùm hoa. Vậy khép miệng này nó thuộc về những chùm hoa. Ta phải hỏi, đặt câu hỏi là ta ưu tiên cho, khi xác định vị ngữ, ưu tiên cho từ đã, đang, sẽ. Đấy, ưu tiên cho từ đã, đang, sẽ ở đây nhé. Ví dụ là ta nói là những chùm hoa khép miệng đã bắt đầu kết trái, ta đặt câu hỏi là cái gì đã bắt đầu kết trái, ta trả lời là những chùm hoa khép miệng. Mấy hai là ta nghiên cứu ý thứ hai nữa là từ khép miệng này nằm rõ nghĩa cho những chùm hoa. Đấy, khép miệng nằm ở trong, nó nằm thành phần, nằm rõ nghĩa cho những chùm hoa. Vậy đây là một cụm danh từ. Đấy. Câu số 9. Trong các từ sau, cặp từ nào là cặp từ nấy trái nghĩa? Mênh mông chật hẹp sai, mạnh khỏe yếu ớt sai, vui tươi buồn bã sai, mập mạp và gầy gò là cặp từ mập mạp. Mạp không có nghĩa, gầy gò, gò không có nghĩa, đúng không? Đấy, đây là từ nấy, đây là từ nấy. Mập là mập, mạp không phải là mạp, đúng không? Mạp là mạp, mạp mà là mạp không có nghĩa, đúng không? Gầy là gầy, gò là gò, gò nghĩa, đúng không? Câu số 10. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ ghép? Máu mủ, mềm mỏng, thoang thoảng, mơ mộng. Mơ mộng là từ ghép. Mơ là mơ, mộng là mộng, mộng là mộng mị thoang đấy. Là thoang. Mềm là mềm, mỏng là mỏng. Thoang thoảng, đúng không? Thoang máu là máu, mủ là mủ. Máu có nghĩa, mủ có nghĩa. Đúng không? Thoang thoảng. Thoang thoảng, đúng rồi. Thoang, thoang không có, thoang là thoang, thoảng là thoảng, chẳng có nghĩa gì cả, đúng không nhỉ? Đấy, ta phải xác định như thế. Vậy sau đó các em lộp bài, ta được 90 điểm, vẫn sai một câu. Ô, sai một câu, không biết được câu nào.